Tôi làm được, bạn cũng làm được, thậm chí bạn làm tốt hơn tôi. Chào mừng các bạn đến với tự học online để thành công. Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Câu chuyện dưới đây là hoàn toàn có thật. Năm 1993 Tôi là học sinh lớp 3 Tôi rơi vào tình trạng giống nhiều em học sinh bây giờ Cô giảng bài nhưng tôi không nghe hiểu bài Và tôi hay nghĩ vẩn vơ Nhìn ra ngoài cửa sổ Quan sát bầu trời Nghĩ đến con chim bay liệng trên bầu trời Tối nay tôi đi chơi với ai tôi không có tâm trí cho việc học tôi nghĩ rằng mình cố gắng để làm gì cố gắng mãi thì cũng thế thôi vì sao đơn giản là tôi không có mục tiêu học tập cuộc sống cứ lặng lẽ trôi một hôm tôi cầm quyển sách toán ra đọc cho đỡ buồn vì hôm đó tôi không có ai để chơi hôm sau đến lớp như mọi ngày nhưng hôm đó khác với tất cả những ngày trước đó tôi nghe cô giáo giảng bài điều gì đang đến với tôi lạ thật một vài kiến thức hiện về trong đầu tôi chắc là do tôi đã được đọc nó hôm qua nhìn lại bài mới của ngày hôm đó thì ra cô giáo đang nói lại những gì trong sách cô hỏi và tôi đã xung phong lên bảng. Kết quả khá hơn nhiều so với những lần trước đó. Thật tuyệt vời. Tôi nhận ra rằng học toán dễ thế sao? Và rồi cả ngày hôm đó tôi vui như nhặt được cục tiền vậy. Tối về tôi lại đọc bài trước. Hôm sau tôi lại được điểm cao. Cứ thế, cứ thế và việc học của tôi trở nên dễ dàng hơn. Có thể bạn đang gắng tìm cách học cho bản thân Hoặc tìm cách cho học cho con bạn Nếu đúng là thế Bạn cũng đừng lo Sẽ đến lúc bạn học Hoặc con bạn sẽ sẵn sàng cho việc tự học Khi đó Bạn hoặc con bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn Hãy nhớ rằng Ở bất kỳ thời điểm nào cũng có một con đường tốt nhất Điều quan trọng là bạn hãy tìm ra con đường đó và hành động kiên trì hành động cho đến khi bạn thấy thành công nếu bạn thấy video này có ích hãy lan tỏa cho mọi người theo cách của bạn chúc bạn thành công hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo